Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Mô hình biểu đồ là một trong những tín hiệu kỹ thuật được rất nhiều trader sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai. Và việc nhận biết được mô hình giá có thể giúp chúng ta xác định được xu hướng thị trường tiềm năng. Và một trong những mô hình mà Thúy muốn nói tới trong clip ngày hôm nay chính là mô hình tam giác. Khi mà chúng ta hiểu được cách phân tích cũng như là áp dụng mô hình tam giác vào trong việc giao dịch có thể giúp cho trader cải thiện kết quả giao dịch rất là nhiều. Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tìm hiểu chi tiết cách thức giao dịch mô hình tam giác sao cho có được xác suất thành công cao nhất nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nội dung chính của clip ngày hôm nay. Clip được tài trợ bởi nhà sách finfin.vn, Finfin chuyên về sách đầu tư, trading hay và thực chiến. Anh em ghé Finfin theo link trong phần comment nhé. Trước khi đi vào cách thức giao dịch với mô hình tam giác thì Thúy sẽ nói sơ qua một chút về việc xác định mô hình tam giác như thế nào. Thực ra thì mô hình tam giác đã quá quen thuộc với các anh em trader rồi, đặc biệt là những anh em nào mà giao dịch thiên về hành động giá. Cho nên là ở phần đầu clip này, Thúy chỉ nói sơ một chút về cái cách chúng ta xác định mô hình tam giác trên biểu đồ thôi nhé. Mô hình tam giác sẽ được hình thành khi mà phạm vi giá co lại theo thời gian và tạo ra hình tam giác trên biểu đồ. Và điều này thì xảy ra khi mà áp lực mua và áp lực bán dần hội tụ lại vào nhau. Đối với mô hình tam giác thì chúng ta có 3 loại. Loại đầu tiên đó là mô hình tam giác tăng. Thứ hai là mô hình tam giác giảm. Và cuối cùng là mô hình tam giác cân. Trong đó thì mô hình tam giác tăng sẽ có giao diện như thế này. Mô hình tam giác tăng sẽ có kháng cự ngang và đường hỗ trợ thì nó sẽ dốc lên. Sở dĩ mô hình này được coi là mô hình tăng giá bởi vì chúng ta sẽ thấy các cái vùng đáy được hình thành theo hướng là tăng dần. Tín hiệu này cho thấy nhu cầu mua càng ngày càng tăng lên, cho nên nó được coi là một mô hình tăng giá. Và ngược lại, tam giác giảm nó sẽ có giao diện như thế này. Nó sẽ ngược lại với mô hình tam giác tăng, tức là mô hình tam giác giảm sẽ có đường hỗ trợ là đường ngang và đường kháng cự sẽ dốc xuống. Và cái đường kháng cự dốc xuống này cho thấy áp lực giảm giá ngày càng tăng, bởi vì là thị trường liên tục hình thành những cái vùng đỉnh càng ngày càng thấp. Còn mô hình tam giác cân thì nó sẽ có đường kháng cự và hỗ trợ sẽ được hình thành bởi các cái đỉnh đáy tương đối bằng nhau. Và tam giác cân thì nó sẽ không có đường kháng cự hỗ trợ ngang. Và hai cái đường kháng cự hỗ trợ trong tam giác cân nó sẽ gần như là hội tụ vào nhau. Mô hình tam giác cân là mô hình trung lập. Và bối cảnh của thị trường như thế nào để quyết định cái cách thức chúng ta sẽ giao dịch mô hình này như thế nào. Thì đây là cái cách thức mà chúng ta xác định mô hình tam giác trên biểu đồ. Vậy thì mô hình tam giác này nói cho chúng ta biết điều gì? Mô hình tam giác sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều điều về người tham gia giao dịch trên thị trường và tình hình xu hướng hiện tại. Để hiểu mô hình này hơn thì các bạn có thể hình dung nó giống như là khi mà bạn ném một cái quả bóng và quả bóng này sẽ nảy lên. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là sau mỗi lần nảy thì cái độ nảy của nó sẽ càng ngày càng thấp dần. Và dần dần thì quả bóng này sẽ mất dần động lượng và trọng lực sẽ chiếm lấy nó cho đến khi năng lượng của nó hoàn toàn mất đi và không còn nảy lên được nữa. Thì những nguyên tắc này cũng sẽ được áp dụng trong mô hình tam giác. Điều đó cũng có nghĩa là mô hình tam giác cho thấy sự mất dần động lượng của thị trường. Nhìn vào mô hình thì chúng ta có thể thấy rằng lúc đầu mặc dù là người mua hoặc là người bán đẩy giá lên hoặc là đẩy giá xuống rất là mạnh,
Nhưng mà sau mỗi đợt tăng hoặc là giảm giá sau đó thì chúng ta sẽ thấy là xu hướng nó sẽ yếu hơn so với những cái đợt tăng hoặc là đợt giảm ban đầu. Đây chính là dấu hiệu cho thấy động lượng đang yếu đi, tức là áp lực tăng hoặc là áp lực giảm đang yếu đi trông thấy. Và tại một cái thời điểm nào đó thì các bạn sẽ thấy không còn người mua hoặc là người bán nào, và giá sẽ phá vỡ đáy hoặc là đỉnh của xu hướng và bắt đầu cái giai đoạn thị trường giảm giá hoặc là tăng giá tiếp theo. Giống như là mô hình tam giác giảm này, đầu tiên các bạn sẽ thấy là thị trường bật tăng lên rất là mạnh, nhưng mà sau đó các đợt tăng càng ngày càng yếu dần đi, cho thấy rằng là cái áp lực mua trong cái giai đoạn mà thị trường tích lũy này để tạo ra mô hình tam giác nó càng ngày càng yếu dần. Và sau đó thì người bán chiếm quyền kiểm soát, đẩy giá xuống, phá vỡ cái đường hỗ trợ ngang này và giảm mạnh. Các nguyên tắc này cũng sẽ được áp dụng tương tự cho mô hình tam giác tăng. Đó là các bạn sẽ thấy các cái đợt đẩy giá xuống càng ngày càng yếu đi, và sau đó là người mua chiếm lấy thị trường. Và lý tưởng nhất là các bạn nên tìm kiếm một mô hình tam giác tăng trong bối cảnh thị trường tăng giá, và ngược lại, mô hình tam giác giảm dần nên được tìm thấy trong bối cảnh giảm giá. Khi mà trong bối cảnh thị trường có xu hướng mà các bạn tìm thấy được mô hình tam giác thì đó là tín hiệu củng cố cho xu hướng có khả năng sẽ tiếp diễn sau đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần nội dung quan trọng, đó là cách giao dịch với mô hình tam giác. Bước đầu tiên để mà chúng ta giao dịch với mô hình tam giác đó là phải xác định được bối cảnh chính xác, tức là mô hình tam giác cần phải nằm trong bối cảnh là thị trường có xu hướng. Bởi vì các mô hình tam giác được áp dụng để giao dịch tiếp diễn xu hướng, cho nên xác định bối cảnh thị trường có xu hướng gần như là yếu tố bắt buộc. Các bạn nhìn vào biểu đồ này có thể thấy là trước đó thị trường đang nằm trong bối cảnh tăng giá rất là mạnh, và đây chính là điều kiện lý tưởng. Bởi vì khi mà một mô hình tam giác tăng được hình thành trong cái điều kiện này thì coi như đó là một cái yếu tố kết nối hai giai đoạn xu hướng tăng lại với nhau. Và các bạn lưu ý đó là chúng ta cần tránh xa những cái mô hình tam giác mà không được hình thành trong một cái điều kiện xu hướng rõ ràng ha. Sau khi mà các bạn đã xác nhận được bối cảnh phù hợp rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua bước số 2, đó là chúng ta sẽ chờ cho thị trường phá vỡ khỏi cái mô hình này. Đây là yếu tố cần thiết để xác định thời điểm vào lệnh với mô hình tam giác. Thường thì các nhà giao dịch nghiệp dư sẽ không có đợi được những cái tín hiệu xác nhận mô hình đã được phá vỡ, mà thường sẽ nhảy vào mua ngay khi cái vùng kháng cự của mô hình tam giác tăng này bị phá luôn, là họ nhảy vào họ giao dịch. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy rằng là thị trường hoàn toàn có khả năng tăng ngược trở lại sau đó, cho nên những ai mà mua vào khi giá phá vỡ cái vùng kháng cự ngang này thì thường sẽ bị thua lỗ. Các bạn lưu ý là chỉ khi nào giá được xác nhận là phá vỡ đường kháng cự ngang kèm theo khối lượng hoặc là động lượng tăng mạnh, và thêm một điều kiện quan trọng nữa đó là giá phải đóng cửa lên trên vùng kháng cự ngang, thì đó mới là tín hiệu giao dịch hợp lệ cho chúng ta. Điều này cũng sẽ ngược lại với mô hình tam giác giảm. Đây là tín hiệu phá vỡ khỏi cái vùng kháng cự ngang này một cách mạnh mẽ. Nó được xác nhận bởi hành động giá, đó là một cây nến động lượng tăng mạnh và đóng cửa lên hẳn phía trên cái vùng kháng cự ngang này. Điểm dừng lỗ cho chúng ta đó là ở bên dưới vùng đáy gần nhất. Tại vì nếu như mà vùng đáy này bị phá vỡ thì coi như là mô hình này đã không còn hợp lệ để giao dịch nữa. Điểm thoát lệnh của chúng ta thì có thể dựa trên chiến lược cá nhân của từng người. Một số nhà giao dịch thì có thể sử dụng theo tỷ lệ risk reward, tức là đặt chốt lời theo cái tỷ lệ được ấn định như là 1-2-1-3, hoặc là cũng có thể dời dừng lỗ đi theo xu hướng để tối đa hóa lợi nhuận, hoặc là cũng có thể sử dụng kháng cự hỗ trợ trước đó để đặt chốt lời cố định. Nói chung là các bạn dùng cách nào cũng được, miễn sao đó là nó hợp lý với cái điều kiện thị trường hiện tại, và cái thứ hai là nó phù hợp với chiến lược giao dịch của các bạn ha. Và ngoài ra thì còn có một vài nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đường trung bình động để thoát lệnh. Ví dụ như là khi mà thấy giá đóng cửa xuống bên dưới đường trung bình động, ví dụ như đây là đường trung bình động 21, thì có thể thoát lệnh hoặc là thoát một phần, sau đó chờ giá đóng cửa xuống bên dưới đường trung bình động 50 là sẽ thoát hết. Thì đó cũng là một cách thoát lệnh ha. Vậy thì ở đây có một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta phải xét tới khi mà giao dịch mô hình tam giác, đó là khối lượng. Khối lượng sẽ nói cho chúng ta biết được là mô hình này có chất lượng hay không, tín hiệu phá vỡ đó có đáng để mà chúng ta giao dịch hay không. Đặc biệt là những nhà giao dịch chứng khoán, bởi vì những nhà giao dịch này sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng khối lượng, và thông tin này khi áp dụng với mô hình tam giác sẽ cho chúng ta xác nhận mạnh mẽ. Ngay trước cái thời điểm mà thị trường phá vỡ khỏi mô hình tam giác thì thường chúng ta sẽ thấy rằng là đa phần các cái nến được hình thành là nến
có thân nến khá là nhỏ và có sự xuất hiện của đuôi nến à, cho thấy là động lượng yếu hoặc là không có rõ ràng. Và thêm vào đó là khối lượng rất là thấp trong cái giai đoạn đó. Như thế nào được gọi là thấp? Thì các bạn chỉ cần so sánh khối lượng so với khối lượng trung bình của cái thời gian gần đó. Nếu như nó thấp hơn mức trung bình thì đó là khối lượng thấp. Đây là những cái tín hiệu sơ khởi để mà chúng ta xác nhận được đây là một mô hình tam giác có xác suất cao. Tức là sau khi mà giá phá vỡ khỏi mô hình tam giác, cái khả năng mà thị trường tiếp diễn sẽ rất là cao. Tuy nhiên thì bấy nhiêu thôi cũng chưa đủ để chúng ta xác nhận. Chúng ta còn phải xác nhận sau khi thị trường phá vỡ mô hình tam giác nữa. Khi mà mô hình tam giác bị phá vỡ thì chúng ta có hai điều kiện cần phải xác nhận. Thứ nhất đó là về khối lượng. Những cái cú phá vỡ mà có kèm theo khối lượng lớn, khối lượng lớn ở đây đó là nó cao hơn mức trung bình. Và điều kiện thứ hai đó là nó phải kèm theo sự xác nhận về hành động giá. Tức là ở đây, cây nến được hình thành khi mà phá vỡ phải là một nến động lượng có thân nến lớn và đuôi nến nhỏ. Và quan trọng hơn là giá phải đóng cửa lên phía trên vùng kháng cự hoặc đóng cửa xuống phía dưới vùng hỗ trợ ngang của mô hình tam giác. Thì đây chính là hai dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng có khả năng tiếp diễn rất cao. Và chúng ta nhìn phần biểu đồ tiếp theo có thể thấy là thị trường sau đó đã tăng giá rất là mạnh mẽ. Lưu ý là chỉ có những cú phá vỡ kèm theo khối lượng lớn và có sự xác nhận về hành động giá thì đó mới là tín hiệu giao dịch hợp lệ. Các bạn thấy ở biểu đồ này, sau khi mà thị trường phá vỡ ở tín hiệu này thì giá đã quay ngược trở lại và kiểm tra cái điểm phá vỡ trước đó và sau đó là bật ngược lên ngay lập tức. Cái cú phá vỡ này các bạn nhìn xuống sẽ thấy là khối lượng cũng khá là cao. Và quan trọng hơn là cây nến phản ứng với cái điểm phá vỡ trước đó, bật tăng lên khỏi cái vùng đó rất là mạnh. Đây chính là tín hiệu cho thấy cái khả năng mà thị trường quay ngược trở lại cái xu hướng tăng rất là cao. Đây chính là cái cách thức mà chúng ta giao dịch với mô hình tam giác làm sao để có xác suất cao nhất. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái tổng kết ngắn gọn cho nội dung của clip ngày hôm nay nhé. Làm sao để có thể giao dịch mô hình tam giác có xác suất cao? Đầu tiên đó là chúng ta cần phải xác định được mô hình tam giác này nằm trong cái điều kiện thị trường có xu hướng. Tiếp theo đó là giai đoạn mà hình thành mô hình tam giác này có thân nến nhỏ và có đuôi nến nhiều hơn, kèm theo khối lượng thấp hơn mức trung bình. Tiếp theo đó là các bạn cần thấy giá được đẩy ngược lại từ kháng cự ngang hoặc là hỗ trợ ngang, phải cho thấy được động lượng yếu đi. Và cuối cùng đó là sự phá vỡ mô hình, cần có động lượng cao hơn mức trung bình và có nến xác nhận. Đây là nội dung của clip ngày hôm nay. Anh em nào mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment giúp Thúy. Và các bạn đừng quên ủng hộ team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.